Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con Future 125 là máy dinh thái bên độ xe Việt Nam, bao nhẹ nhàng em ru. Bây giờ chào anh em Future 125 nha, em review cho anh em tham khảo của mình đại tu phần máy. Xe này thì nhà bị lột dên ha, lột dên cái tuột nồi nha, thì cái phần cái ốc nhớt nó bị hư rồi, em làm phun lại nguyên đại tu máy. Em xin liệt kê đồ để cho anh em tham khảo luôn, làm xong mình nổ máy em ru nha. Đó, có mình là làm cái máy dinh thái nha. Đây là toàn bộ cái đồ cũ của chủ xe, em để đây để cho anh em theo dõi nha. Thì có bên này thì em sẽ làm là đại tu từ trong ngoài luôn. Đó, em liệt kê đồ để cho anh em phu cho mập 125 tham khảo nha. Em chẻ máy nè, thay tay dây nè, bạch đạn nhặt nha. Tay dây cũ, bạch đạn dây cũ ở đây nè. Đó, nguyên bộ cũ đó ha. Rồi, về phần cái bộ nồi thì đang đi cái nồi bố dán. Em chuyển sang em xài của mình cái nồi bố thái cho anh em nha. Đó, em thay full combo rồi ha. Gồm phần cái bố sắt nồi sau nè, bố sắt nồi sau bị màu chai nè. Em thay full của nồi bố sắt nồi thái nè. Đó. Và phần cái bộ nhông hú chuồng heo nè, bị sập chuông rồi là nhông hú nè. Thay nguyên bộ mới nha. Cặp nhôm nồi chủ xe thì nó đang bị trạng nó bị mòn lỏng thế này, không còn đồ phản nữa. Đó. À, về phần cái bộ lồng em đi sơn combo full là lồng bê tông bạc zin thấy nha. Đó. Cái tông bạc của xe nó bị tình trạng đóng khói nè, đóng khói và bị đổ khói sao thay bỏ nha. Thay full bê tông bạc zin thấy xe luôn. Cái phần đầu thì em làm lại cho xe combo full là cặp sắt mới, cặp sắt cũ xe bên đây. Đó. À, làm lại cho xe combo full là thay cam thái và bạch đạn nhật nha. Đó. Combo full là nguyên cam và đạn nhật xuống cho xe luôn. Phần tăng cam thì em dùng cho xe combo là tăng cam nhật nha, tăng cam nhật ha, tăng cam cũ xe bị mòn hư nè. Và xin cam dùng cho xe xin cam để thái rất bền nha. Đó. Anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình cái dàn máy Future 125 thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm máy làm nồi Future mập nha, chạy bốc nhẹ xe bền ha. Rồi em chào anh em. Rồi test nhẹ cho anh em tham khảo con Future 125 làm máy dinh thái bên độ xe Việt Nam, bao nhẹ nhàng em ru. Bây giờ là không còn bị chạy máy kêu và chạy rung giật ha. Em làm xong cái nồi thái và làm máy dinh thái ha, chạy bốc em ru nhẹ nhàng đó, kéo nhẹ lên liền ha. Đó, máy em làm là bao chất nha. Đó, em nhẹ bền cho anh em, tha hồ cho anh em đi chơi đi phượt nha. Em kéo nhẹ vài đường để cho anh em cảm nhận con Future ha. Có mình là máy dinh thái ha, kéo là lên liền, phun của mình nồi thái để nó bắt ha. Đó, nhẹ xe lướt gió, ra đường là nhẹ nhàng lướt gió thôi. Đó, lên ga nhẹ nhẹ riu riu là đi rồi, không phải lên ga lớn nha. Cái nồi bố dán thì anh em chạy rất là lì xe nha. Đó. Còn cái nồi thái thì anh em chạy ga nhẹ là bắt rồi. Đó, không như cái nồi bố dán nha. Em test thử vài đường để cho anh em cảm nhận cấu hình cái dàn máy dinh thái em làm cái dòng Future mập và Future led nha. Đó. Anh em Future mà muốn làm thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Làm xong em sẽ test thử thực tế để cho anh em cảm nhận ha. Rồi, chào anh em Future.